小小孩吧。啊啊，很讨厌。妈的，mày nhìn thằng Nam con nhà bà Hồng kìa, đàn ông con trai gì, 10 giờ sáng ra, ngắp 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 dài rồi. Rồi, chắc chắn thằng đấy nó nghiện rồi bà. Chứ giờ này ai lại đi ngắp ngủ? Thành niên trai tráng bây giờ chúng nó đổ đốn hết cả rồi, chỉ khổ thân bố mẹ ở nhà vất vả nuôi nấng, không lo làm ăn, suốt ngày ăn chơi đàn đúng nghiện ngập không? Mà tôi nghe nói nhá, là thằng nghiện hồi lâu rồi đấy. Cái bà thông bên cạnh kể với tôi thế đấy thấy. Nó cũng sắp đứt đến nơi rồi. Hôm nọ rằm tôi sang nhà nó thấy bố mẹ nó chuẩn bị hoa quả chu đáo lắm. Chắc là chỉ chờ nó đứt rồi chuyển luôn. Chỉ tội cho bố mẹ nó, chưa kịp lấy vợ sinh con gì đã nghiện ngập này rồi. Lấy vợ làm sao được mà lấy, bà không biết nó bê đề à? Ôi dồi, bê đề á? Ừ, ai kể cho bà biết đấy? Cần gì ai kể, thanh niên trai tráng 20 mấy tuổi đầu chưa lấy vợ thì chỉ có là bê đề thôi chứ còn gì. Bảo sao cũng chẳng thấy bao giờ nó vác người yêu về nhà nhá. Bằng tuổi nó bây giờ nhá, người ta cắp mạch mấy con rồi. Vừa nãy đi qua người tôi, trời ơi, mùi nước hoa sực nước lên. Đàn ông con trai gì mà ăn diện còn hơn người đàn bà. Cháu mới chỉ có 22 tuổi thôi hai bác ạ. À, mà thằng này nó làm gì nhỉ? Làm ăn gì đâu, thất nghiệp. Ôi dồi ôi, tôi tưởng là tốt nghiệp cái trường gì hoành tráng lắm cơ mà. Thất nghiệp bà ơi. Hôm nào tôi sang nhà nó chẳng thấy nó rú rú ở nhà ôm lấy cái máy tính ấy. Ôi dồi ôi, khiếp, đàn ông con trai chân dài vai rộng lại thất nghiệp á. Còn tổn như thế này chắc tôi không dám phép mặt ra ngoài đường nhìn ai mất luôn ấy. Là streamer mà không ngồi máy tính thì chẳng nhẽ ngồi bán phở à? Bà biết tin gì chưa? Sao, chuyện gì? Con Mai nhà bà Giang có chửa rồi đấy. Ôi dồi, sao bà biết? Từ sáng đến giờ tôi thấy nó ăn mấy gói xoài rồi, không chửa thì là gì? Mà nó nghén mấy tháng nay rồi, tôi ở sát nhà nó làm sao mà tôi không biết. Ôi dồi ôi, con gái con đứa, nó có tí tuổi đầu mà đã chửa hoang. Bà có biết nó chửa thằng nào không? Nghe nó là chửa với thằng nào mãi tít tận Thanh Hóa cơ. Mà gia đình thằng kia không đồng ý, thì con này nuôi tốn cơm quá. Con gái bây giờ mất nết thế bà nhở? Phí bao nhiêu công bố mẹ nuôi cho ăn cho học. Ôi dồi ôi, có phải đứa nào cũng ăn học đàng hoàng, có công ăn tử tế như con Chi nhà bà với con Tuyết nhà tôi đâu. Mà còn một chuyện kinh khủng hơn, bà biết gì không? Chuyện gì? Hôm trước tôi thấy con này 10 giờ đêm mới mò về nhà, tưởng ngoan ngoãn thế nào, hóa ra là làm ngành. Kinh chưa, sao biết hay thế? Làm sao mà không biết, con gái con đứa 9-10 giờ đêm không về, không làm ngành thì làm gì? Thanh niên bây giờ chúng nó hư hỏng thế bà nhở? Tôi phải về tôi cảnh báo ngay con Chi nhà tôi, không thì chết dở. Hai bác ơi, hai bác cho cháu hỏi là nếu bây giờ hai bác ra ngoài đường ấy, hai bác thiếu một túi tiền và một túi đạo đức thì hai bác nhặt túi nào ạ? Tất nhiên là nhặt túi đạo đức rồi. Đúng rồi, phải nhặt túi đạo đức chứ. Tại sao lại thế ạ? Tiền làm sao mà quan trọng bằng đạo đức được? Bà nói chí phải. Ừ, thế ạ? Thế có phải ai thiếu cái gì thì nhặt cái đấy, đúng không bác?